Xin chào, em đã đến với kênh Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay, em xin chia sẻ về chiếc điều khiển từ xa của chiếc đi Panasonic SUDA10. Với chiếc đi này thì nó sẽ hỗ trợ kết nối cổng quang, sử dụng sọ MOSFET nên chất âm của nó rất là sạch sẽ và chi tiết, và đặc biệt là hỗ trợ điều khiển từ xa. Tuy nhiên cái dòng này thì rất là hiếm hoi có điều khiển từ xa nha. Và đây là chiếc điều khiển từ xa em đã học được từ cái khiển dinh. Thì với điều khiển từ xa này thì ta có thể điều khiển được tắt nguồn, chuyển nó vào, ngắt tiếng và các chế độ âm thanh rất là hay nha em. Rồi, đầu tiên đó là chức năng tắt mở nguồn nha. Dòng này thì nó sẽ có thiết kế là hai dải đèn hai bên rất là đẹp nha em. Đây, mở nguồn lên, chỉnh full chức năng luôn nha em. Rồi chỉnh volume nè, volume này nó sẽ xoay khi mà ta nhấn nút volume cộng trừ nha. Rồi các phím là số 1 nè, thay đổi nó vào số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, sóng nó vào nha. Rồi ngắt tiếng nè, ngắt tiếng thì nó sẽ hiển thị là mút trên nha. Rồi volume loa, volume từng cái loa này thì ta nhấn nút OK ở giữa nha và nhấn mũi tên lên xuống, đó là chỉnh volume. Nhấn enter, đó là chỉnh volume từng cái loa. Và các chế độ âm thanh nha, đây là nút màu đỏ nè, các chế độ âm thanh màu đỏ dưới là chế độ stereo. Rồi chỉnh full chức năng luôn nha nè, rất là tiện lợi cho chúng ta sử dụng nha. Dòng Panasonic SUDA10 này thì nó sẽ có thiết kế rất là độc đáo nha nè. Cái màn hình thì nó nhô ra rất là sang trọng nha, sử dụng sọ MOSFET chất âm sạch sẽ và chi tiết nha, cộng thêm cái điều khiển từ xa rất là tiện lợi cho chúng ta sử dụng nha. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn âm thanh để em thưởng thức về chất âm của chiếc đi Panasonic sử dụng sọ MOSFET. Với cái cổng vào, cổng DVD đây là cổng quang và cổng CD là cổng analog. Chất âm rất là sạch sẽ và chi tiết nha em. Sọ MOSFET thì chất âm sáng tiếng nha, rất là sạch. Và đây là các phím lựa chọn nó vào nha. Nó số 1 là CD, số 2 là DVD, số 3 tuner, TV, tép nha. Rồi VCR. Rất là dễ dàng sử dụng nha em. Nút volume, khi mà ta nhấn thì nó sẽ xoay cái nấm volume nha. Rồi nút ngắt tiếng nè, khi mà nhấn mute thì nó sẽ mute tin nha. Rồi, các chế độ
âm thanh, chế độ stereo nha, stereo nè, các chế độ âm thanh nè. Rồi volume, volume từng cái loa nè, nhấn enter để thay đổi nha, và mỗi trên lên xuống để tăng giảm volume. Nút enter để chọn loa để tăng giảm volume, và mũi tên lên xuống để thay đổi volume. Rồi tăng giảm volume đây, nút volume nó sẽ xoay nha. Máy về trong tình trạng là đẹp long lanh nha nè, thiết kế độc lạ nha, trưng bày phòng khách thì cực kỳ sang nha nè. Nút volume to, mặt trước máy thì không một vết chai nha nè. Hai dải đèn màu xanh rất đẹp.